có một biến động đã xảy ra trong quá khứ và sẽ xảy ra trong tương lai, mà nó có ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta trong hiện tại. Theo quý vị thì biến động đó là gì? Một biến động đã xảy ra trong quá khứ và sẽ xảy ra trong tương lai và ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của chúng ta mỗi ngày, thì biến động đó là gì? Sự sống lại của Chúa Giê-xu, sự phục sinh. Dạ đúng rồi, sự phục sinh của Chúa ở trong quá khứ và sự sống lại của chúng ta trong tương lai có tác động mạnh mẽ, rất là lớn, lớn nhất ở trong cuộc sống của chúng ta, trong mỗi ngày, trong bước đường đi theo Chúa. Tạ ơn Chúa vì sự phục sinh của Chúa. Và sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học lời của Chúa với đề tài là các tác động phục sinh ở trong Côrintô nhất đoạn 15 câu 50 đến 58. Xin chúng ta cùng theo dõi lời của Chúa. Thưa anh em, tôi muốn nói rằng thịt và máu không thể hưởng vương quốc Đức Chúa Trời được. Sự hay hư nát không thể hưởng sự không hay hư nát được. Này, tôi tỏ cho anh em một sự mầu nhiệm, chúng ta sẽ không ngủ hết, nhưng tất cả sẽ được biến hóa. Trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, vào lúc tiếng kèn cuối cùng, vì kèn sẽ thổi, người chết sẽ sống lại, không còn hư nát nữa, và chúng ta sẽ được biến hóa. Vì bản chất hay hư nát này phải mặc lấy bản chất không hay hư nát. Bản chất hay chết này phải mặc lấy bản chất không hay chết. Khi bản chất hay hư nát mặc lấy bản chất không hay hư nát, bản chất hay chết mặc lấy bản chất không hay chết, thì lúc ấy sẽ ứng nghiệm lời đã chép, sự chết bị nuốt mất trong sự đắc thắng. Hỡi sự chết, sự đắc thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự đắc thắng nhờ Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ. Vậy, thưa anh em yêu quý của tôi, hãy vững làng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Kính lạy Chúa là cha của chúng con, giờ đây chúng con đến với lời của Ngài. Chúng con cầu xin cha ban thần lẽ thật, là đấng song hành với chúng con, soi sáng tâm tư ý tưởng của chúng con, giải bày cho chúng con lời của Ngài, để chúng con hiểu và làm theo lời của Chúa, để chúng con có niềm hy vọng, để chúng con có lòng biết ơn Chúa, để chúng con quyết tâm phục vụ Ngài. Chúng con tạ ơn cha. Chúng con xin Chúa cai trị những lời nói của môi miệng con và suy gẫm của lòng chúng con cùng nhau, để mọi sự được đẹp ý cha. Và xin ban cho chúng con linh ân năng lực của Chúa để có thể sống theo lời của Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh cứu Chúa Giê-xu Christ. Amen. Hôm nay là ngày lễ lá, tức là bắt đầu cho tuần lễ thánh, một tuần lễ đưa đến sự chết hy sinh của Chúa Giê-xu Christ và sự phục sinh vinh quang của Ngài. Chúng ta sẽ cùng nhau suy luận về tác động của sự phục sinh của Chúa và của những người tin cậy nơi Ngài mai sau khi Chúa trở lại. Tác động đó trên đời sống hàng ngày của chúng ta là như thế nào? Trong đoạn kinh thánh này chúng ta thấy có ba cái tác động của sự phục sinh ở trên cái cách sống của chúng ta hàng ngày trên bước đường chúng ta đi theo Chúa. Cái tác động thứ nhất mà phục sinh đem lại chúng ta là một cái hy vọng nhiệm màu. Cái hy vọng nhiệm màu đó có hai phần. Thứ nhất là chúng ta sẽ được biến hóa. Chúng ta sẽ được biến hóa, dầu sống hay dầu chết, chúng ta cũng sẽ được Chúa biến hóa. Côrintô nhất đoạn 15 câu 50 thì nói rằng, thưa anh em, ông Phaolô nói một cách rất là chân tình. Ông nói rằng, anh em ơi, tôi muốn nói, thịt và máu không thể hưởng được vương quốc của Chúa Trời được, hay sự hư nát không thể hưởng sự không hay hư nát được. Chúng ta phải biết rõ rằng cuộc sống này, trần gian này không thể vào thích hợp với vương quốc thiên đàng. Chúa phải ban cho chúng ta một thân thể phục sinh
hay là một thân thể được biến hóa thì chúng ta mới có thể thích hợp với lại thiên đàng mà Chúa cho chúng ta được dự hưởng. Chúng ta không có rõ về niềm tin của Benjamin Franklin. Không biết rằng ông đức tin của ông nơi Chúa như thế nào. Nhưng có một điều chúng ta biết rõ là ông tin chắc vào cái sự sống lại của thân thể. Và đây chính là những cái lời mà chính tay ông đã thảo ra và được ghi ở trong cái bia mộ của ông. Ông nói như thế này: cơ thể của Benjamin Franklin, người thợ in, giống như bìa của một cuốn sách cũ, nội dung của nó đã bị xé ra, những hàng chữ và mạ vàng của nó đã bị tước bỏ, nằm ở đây làm thức ăn cho giun, nhưng tác phẩm sẽ không bị mất vì nó sẽ, như ông ta tin, xuất hiện một lần nữa trong một phiên bản mới, thanh lịch hơn, được sửa đổi và sửa chữa do chính tác giả thực hiện. Đó là cái niềm tin của ông Benjamin Franklin, và đó cũng là trùng hợp với niềm tin của chúng ta. Chúng ta biết rằng cái thân thể này sẽ được biến hóa trở nên một cái thân thể mới không hay hư nát. Đó là niềm hy vọng của chúng ta. Những người thân yêu của chúng ta trong Chúa đã nằm xuống, nhưng mà họ sẽ sống lại với một thân thể mới. Chúng ta còn sống khi Chúa trở lại thì chúng ta sẽ được biến hóa và chúng ta sẽ được cất lên ở với Ngài. Thân thể phục sinh của quý vị là một dạng thức được biến đổi của thân thể hiện tại đang sống, hay là cái thân thể của những người thánh đã qua đời được chôn cất, được biến hóa. Đó là thân thể phục sinh. Cái thân thể bằng xương bằng thịt hay hư nát này không thể được vào thiên đàng, nhưng phải được biến hóa trước để được thích hợp với thiên đàng. Câu 51 đến 53: này tôi cho tỏ cho anh em một sự mầu nhiệm, chúng ta sẽ không ngủ hết, tức là không phải tất cả chúng ta đều qua đời, nhưng tất cả sẽ được biến hóa. We will not all be sleep, but we all be changed. Trong khoảnh khắc, trong nháy mắt và lúc tiếng kèn cuối cùng, vì kèn sẽ thổi, người chết sẽ sống lại không còn hư nát nữa, và chúng ta sẽ được biến hóa. Vì bản chất hay hư nát này phải mặc lấy bản chất không hay hư nát, bản chất hay chết này phải mặc lấy bản chất không hay chết. Khi ở tại Pleiku thì nhà của chúng tôi ở gần một cái trại lính, và buổi sáng thì khi mà tập hợp quân lính lại thì có cái tiếng kèn, tôi quên cái còi như thế nào, tê gì đó, cái bạn là thổi lên, cái là mấy lính là ở trong những cái danh trại bắt đầu tập hợp lại chào cờ. Đó là cái tiếng kèn thổi lên thì mọi người đều tập hợp lại. Khi dân Israel muốn được tập hợp lại để mà di chuyển thì Môi-se, Aaron bảo thổi kèn lên, là người ta nghe tiếng kèn họ tụ họp lại. Khi đến ngày lễ để tập hợp lại để thờ phượng Chúa thì cũng có cái tiếng kèn trỗi lên. Thì cũng vậy, trong ngày cuối cùng sẽ có tiếng kèn chót được trỗi lên để chúng ta họp lại, để mà được hưởng sự vinh quang với Chúa, để chúng ta được biến hóa, để trở nên người mới, mang lấy một thân thể mới không hay hư nạt. Đức Chúa Trời bày tỏ chúng ta biết một điều bí mật quan trọng mà chúng ta không thể tự mình khám phá được, mà Ngài phải mặc khải cho chúng ta thì chúng ta mới biết. Cái sự mầu nhiệm đó chính là chúng ta sẽ được biến hóa. Bây giờ cơ thể của chúng ta, ai đây nhỏ nhỏ thì thấy còn khỏe lắm, nhưng mà lớn tuổi chút xíu, giống như tôi đây mới có 50 mấy, gần 60 thôi mà bắt đầu là đau nhức khớp xương rồi. Thân thể mới sẽ không còn bị đau nhức khớp xương nữa đâu quý vị. Bây giờ tôi không biết quý vị bị cái bệnh tình gì ở trong người, nhưng mà thân thể mới là thân thể không hay hư nát, thân thể không hay chết, thân thể bất diệt, tồn tại mãi mãi. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Sự cái mầu nhiệm đó là không phải tất cả đều ngủ, nhưng tất cả sẽ được biến hóa ở trong nháy mắt. Trong nháy mắt, giống như là một người làm một cái xiệc vậy, cầm một cái đồng tiền kẽm, chỉ cần búng tay cái thòng đồng tiền vàng, là trong nháy mắt là như vậy đó. Tức là cái thân thể hay hư nát này trong tích tắc là biến thành một cái thân thể tuyệt vời. Đó là cái niềm hy vọng mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta là những người còn sống khi Chúa tái lâm, sẽ không phải chết rồi mới có thân thể được biến hóa. Nhưng khi tiếng kèn chót trỗi lên thì sự biến hóa của những người tin Chúa sẽ xảy ra. Đó là cái biến động cuối cùng xảy ra ở trên đất này.
Chúa đã nói điều đó rõ ràng ở trong Thê-sa-lô-ca nhất đoạn 4 câu 15 đến 17. Đây là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà nói với anh em. Chúng ta là những người đang sống mà còn ở lại cho đến ngày Chúa quang lâm thì sẽ không đi trước những người đã ngủ. Vì khi có hiệu lệnh ban ra với tiếng gọi của thiên sứ trưởng cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời thì chính Chúa từ trên trời sẽ giáng lâm. Bây giờ chúng ta là những người chết ở trong Đấng Christ sẽ sống lại trước tiên. Xin lỗi, bây giờ những người chết ở trong Chúa sẽ sống lại trước tiên. Kế đến chúng ta là những người đang sống mà còn ở lại sẽ cùng được cất lên với những người ấy trong đám mây để gặp Chúa tại không trung, và chúng ta sẽ ở với Chúa mãi mãi. Hallelujah. Và chúng ta đang trông mong cái tiếng kèn đó, phải không quý vị? Matthew thì nói như thế này: Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn vang dội để tụ họp những người được chọn ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời này đến tận phương trời kia. Tiếng kèn rõ ràng, không làm đinh tai nhức óc, nhưng mà nghe rõ ràng. Và khi chúng ta là những người con cái của Chúa, nghe được cái tiếng còi đó, tiếng kèn đó, là chúng ta sẽ tụ họp lại. Thiên sứ sẽ dùng tiếng kèn để tụ họp lại những người được chọn ở khắp bốn phương trời. Câu hỏi đặt ra là quý vị có biết chắc mình là người được chọn hay không? Làm sao quý vị biết mình người được chọn? Quý vị phải trả lời câu hỏi đó cho chính mình. Thì cầu xin Chúa Thánh Linh dùng lời của Chúa để xác định. Mục sư không thể xác định điều đó cho quý vị. Quý vị có muốn tự xác định điều đó quý vị? Cái cảm giác của quý vị không thể xác định điều đó cho quý vị. Chỉ có lời của Chúa, Đức Thánh Linh dùng lời của Chúa mới xác định điều đó cho quý vị mà thôi. Quý vị biết chắc rằng mình là người được chọn. Và khi thiên sứ đến thổi tiếng kèn thì quý vị là những người được chọn sẽ được tụ họp lại ở với Chúa. Quý vị có biết chắc rằng mình là người được chọn không? Nếu không thì hãy đến với Chúa, kêu cầu Chúa, đọc lời của Chúa cho đến khi quý vị nhận được cái sự đảm bảo chắc chắn từ Đức Thánh Linh qua lời của Ngài. Chỉ có vậy thôi. Khải Huyền đoạn 11 câu 15 nói rằng: Thiên sứ thứ bảy thổi kèn, có tiếng lớn từ trời nói rằng: Vương quốc của thế gian thuộc về Chúa chúng ta, và Đấng Christ của Ngài sẽ cai trị đời đời. Tiếng kèn chót. Chúng ta đang trông đợi tiếng kèn ấy. Quý vị có đang trông đợi tiếng kèn không? Tiếng kèn vang lừng khắp bốn phương. Và chúng ta là những người được chọn sẽ được tụ họp lại ở trong Chúa. Điểm thứ hai trong niềm hy vọng của phục sinh là quý vị sẽ được sự đắc thắng. Quý vị sẽ được sự đắc thắng. Corinto nhất đoạn 15 câu 54 nói rằng: Khi bản chất hay hư nát, mặc lấy bản chất không hay hư nát. Bản chất hay chết, mặc lấy bản chất không hay chết. Thì lúc ấy sẽ ứng nghiệm lời đã chép: Sự chết bị nuốt mất trong sự đắc thắng. Hallelujah. Có một lần tôi được nghe một cái bài, ngày xưa có một sư phụ thường hay có cái bài gọi là điện thoại phúc âm đó. Và có một lần thì tôi nghe trong đó có một câu nói như thế này: Dù có chiến tranh hay không chiến tranh, dù có tai ương hoạn nạn hay không, thì tỷ lệ tử vong trên thế giới không thay bao giờ thay đổi, vẫn là 100%. Tôi ngẫm nghĩ lại, tôi nói có lý. Đúng rồi, dù có chiến tranh thì người ta cũng chết, mà không có chiến tranh là tới 100 tuổi nó cũng chết. Như vậy là cái tỷ lệ tử vong là 100%, nghĩa là chắc chắn là phải chết thôi. Người Mỹ thì có câu nói rằng có hai điều mà bạn không có thể tránh được. Thứ nhất là không thể tránh được đóng thuế, và thứ hai là không thể tránh được cái chết. Phải không? Tức là 100%, cái tỷ lệ tử vong là 100%. Cái chết đến với mọi người, nhưng tạ ơn Chúa, bởi sự phục sinh thì sự chết bị nuốt mất ở trong sự đắc thắng. Hallelujah. Sự chết bị nuốt mất ở trong sự đắc thắng. Chúng ta có cái niềm hy vọng phục sinh. Chúng ta trong tất cả mọi người là những người có hy vọng. Không ai khác có hy vọng cả. Chỉ chúng ta là những người theo Chúa. Chúng ta có hy vọng được sự biến hóa, và chúng ta có hy vọng được sự đắc thắng ở trong Chúa. Cảm tạ ơn Chúa. Cái bản chất hư nát của thân thể chúng ta sẽ được biến hóa thành bản chất không hay hư nát. Có cái nhiều sách họa hình về Superman. Quý vị coi họa hình ở Việt Nam cũng có, Mỹ đây cũng có những phim ảnh hình hoạt họa nữa. Superman. Và ông Superman này, ông có sức mạnh phi thường lắm. Ông có thể bay được. Và người ta nói rằng khi mà cái cục than đó, tại vì cái chất đất than với lại cái chất cái làm kim cương với than, nó cũng là có cái chất carbon.
À, cho nên nếu mà người ta nghĩ rằng có một cái sức mạnh thật là mạnh mà ép cái thang đó lại với nhau á, thì nó sẽ biến thành kim cương. Cho nên chúng ta thấy trong cái hình ảnh này á, là ba mẹ của ông Superman là như thiếu tiền, chứ ông lấy một cục thang lên, ông cầm ông bóp thật là mạnh, cái nó biến thành cục kim cương. Cậu nói là ba mẹ là lấy tiền này để mà trang trải những nhu cầu trong cuộc sống đi. Nhưng mà thưa quý vị, cái cấu trúc của thang nó khác với cái cấu trúc của kim cương. Thang thì nó lại bị có nhiều cái tạp phẩm ở trong đó, tạp nhạp lắm, cho nên ngoài cái chất carbon đó nó còn nhiều cái chất khác nữa. Nhưng mà kim cương thì nó là hoàn toàn tinh rồng là chất carbon. À, cho nên hai cái đó nó khác nhau, không thể nào lấy thang mà bóp nó lại rồi nó thành ra. Và ngoài cái sức mạnh sức ép rất là mạnh đó, nó cũng còn phải có cái nhiệt độ rất là cao nữa, phải mấy ngàn độ, 2-3 ngàn độ kia thì nó mới ép lại trở thành ra là kim cương được. Nhưng mà nên một cái hình ảnh mà xảy ra cho chúng ta, tức là chúng ta được biến hóa, cái con người của chúng ta vẫn là chúng ta đây, nhưng mà được biến hóa trở nên một cái con người mới, từ cái chỗ mà xấu xí trở nên đẹp đẽ, từ cái chỗ là không có giá trị trở nên có giá trị, từ cái chỗ hư mất hư nát trở nên không hay hư nát, từ cái chỗ hay chết trở nên không hay chết. Đó là cái công việc bởi quyền năng của Chúa làm trên đời sống của chúng ta. Cho nên câu 55-56 nói rằng: hỡi sự chết, sự đắc thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp. Chúng ta thấy ba cái điều này nó đi chung với nhau: luật pháp, tội lỗi và sự chết. Luật pháp chỉ cho chúng ta biết rằng chúng ta có tội. Luật pháp không có giúp chúng ta trở nên thánh khiết được, vì chúng ta không thể nào giữ được luật pháp. Chúng ta không thể nào cậy vào cái sức của chúng ta để có thể làm trọn được luật pháp, để trở được Chúa kể là người công chính. Cho nên vì chúng ta là những người không có làm trọn được luật pháp của Chúa, phạm luật pháp của Chúa, cho nên chúng ta được kể là những người có tội. Vì chúng ta có tội cho nên chúng ta phải chết. Ba cái điều đó đi chung với nhau. Điều đó đã được nói rõ ràng lắm ở trong Roma. Tôi xin đọc một vài đoạn ở trong Roma. Roma đoạn 5 câu 20-21: luật pháp đã đến làm cho tội lỗi gia tăng, nhưng nơi nào tội lỗi gia tăng thì ân điển lại càng dư dật hơn. Như thế tội lỗi thống trị bằng sự chết, còn ân điển cai trị bằng sự công chính để đem lại sự sống đời đời qua Đức Chúa Jesus Christ Chúa chúng ta. Nghe thấy không? Tội lỗi nó thống trị bằng sự chết. Roma đoạn 7 câu 9 đến câu 13: trước kia không có luật pháp thì tôi sống, nhưng khi có điều răn thì tội lỗi lại sống, còn tôi thì chết. Lẽ ra điều răn đem sự sống đến cho tôi lại đưa tôi đến sự chết, vì tội lỗi nắm lấy cơ hội dùng điều răn lừa dối tôi và nhân đó giết chết tôi. Cho nên luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình và tốt đẹp. Vậy có phải điều tốt đẹp đem đến sự chết cho tôi không? Chẳng hề như vậy. Nhưng đó là tội lỗi đã dùng điều tốt đẹp làm cho tôi chết, để bản chất thật của tội lỗi được phơi bày, và qua điều răn tội lỗi trở nên vô cùng tệ hại. Tức là luật pháp của Chúa là thánh khiết, là tốt đẹp, nhưng mà luật pháp của Chúa đòi hỏi cái điều mà chúng ta không thể làm được, không thể làm trọn được. Chúa bảo chúng ta hãy hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn mà yêu mến Đức Chúa Trời. Chúa bảo chúng ta hãy yêu kẻ lân cận như mình. Chúa bảo chúng ta đừng có phạm tội thờ hình tượng. Chúa bảo chúng ta đừng có phạm tội dối trá, kiêu ngạo, mà chúng ta phạm những điều đó. Vì cái điều tốt đẹp mà nó lại đưa chúng ta đến cái chỗ chết. Cảm ơn Chúa, chúng ta có hy vọng ở trong Chúa. Roma đoạn 8 câu 1 đến câu 4: bây giờ những ai ở trong Đấng Christ Jesus sẽ không còn bị kết tội nữa. Vì luật của Thánh Linh sự sống trong Đấng Christ đã giải phóng tôi khỏi luật của tội lỗi và sự chết. Chúng ta thấy rõ ràng tội lỗi, luật pháp, sự chết đi chung với nhau. Vì điều gì luật pháp không thể làm được do xác thịt làm cho suy yếu thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã sai chính con Ngài mang lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi để giải quyết tội lỗi. Ngài đã kết án tội lỗi trong xác thịt để sự công chính mà luật pháp đòi hỏi được thực hiện đầy đủ trong chúng ta, là những người không sống theo xác thịt nhưng sống theo Thánh Linh. Những điều mà
luật pháp đòi hỏi đã được thực hiện ở trong chúng ta là những người gì? Những người không sống theo xác thịt nhưng sống theo thánh linh. Không sống theo xác thịt nghĩa là gì? Tức là không có cậy vào cái sức riêng của mình, cậy vào cái công đức của mình, không phải cậy vào mình là người tốt, là người hay có lòng thương người, hay có lòng bác ái, hay làm việc thiện, không có hại ai. Nếu chúng ta cậy vào điều đó thì chúng ta chết mất, vì Chúa đòi hỏi cái sự toàn vẹn mà trong chúng ta ai cũng là con người bất toàn cả. Dù chúng ta cố gắng yêu thương đến bao nhiêu đi nữa, chúng ta cũng không có yêu như chúng ta đáng phải yêu. Vì thế, Chúa nói rằng nhưng sống theo thánh linh nghĩa là sao? Là cậy vào công ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ, cậy vào công việc của Chúa Giêsu Christ đã thực hiện tại thập tự giá, cậy vào quyền năng phục sinh của Chúa, cậy vào cái mối tương quan mà chúng ta có với Chúa bởi ơn của Ngài. Thế nên khi chúng ta là những người không sống theo xác thịt nhưng sống theo thánh linh thì chúng ta là những người đã làm tròn được luật pháp, vì Chúa Giêsu Christ đã làm tròn luật pháp và Ngài đến sống ở trong chúng ta và chúng ta được mặc lấy cái sự công chính của Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Ông Rusty Woomber là một tử tù đang đợi chịu xử tử on death row. Chỉ 11 ngày trước khi bị xử tử thì anh ta đã nhận được một cái chuyến viếng thăm từ ông Chuck Colson. Ông Chuck Colson là một người tin kính Chúa, đã lập ra cái hội gọi là Mission Fellowship, cho nên đã đến thăm cái anh Rusty Woomber này. Và anh ta thì không có sợ chết, nhưng anh ta nói với ông Colson rằng ông có cái cảm giác sợ khi biết mình phải đối diện đến Đức Chúa Trời, phải đối diện với Đức Chúa Trời. Anh không có lo lắng là sẽ bị Chúa trừng phạt vì anh đã đặt đức tin của mình ở nơi Đức Chúa Giêsu Christ và để nhận được sự tha thứ của Ngài, cho nên biết rằng đến với Chúa không có bị phạt, không phải sợ vì sợ bị phạt. Nhưng anh kinh ngạc khi nghĩ đến việc gặp một đấng sở hữu một cái sức mạnh vô biên, sự rạng rỡ thuần khiết, một tình yêu vượt xa mọi thứ mà chúng ta có thể tưởng tượng được. Anh phải đối diện với một đấng đã quá yêu thương anh mà chết thay vì anh và sống lại vì anh, cho nên anh thấy sợ. Sợ trước một cái đấng quá lớn lao, một đấng quá tốt lành như thế. Và anh Rusty Woomber đã sống những ngày cuối của mình khi biết chính xác cái ngày mình sẽ chết, cái giờ mình sẽ chết và cái cách mình sẽ chết. Và ông Chuck Colson nhận xét rằng mặc dù ít người trong chúng ta biết cái ngày mình chết, cũng không ai chúng ta biết mình sẽ chết cách nào, nhưng tất cả chúng ta đều là những người on death row, là những người tử tù. Trừ khi Chúa Giêsu đến, ngay cả các cơ đốc nhân tận tụy nhất cũng sẽ trải qua cái thung lũng của bóng sự chết. Đây là một cái sự suy nghĩ mà chúng ta suy nghĩ một cách trân trọng. Khi chúng ta suy ngẫm xem Chúa là đấng như thế nào, chúng ta run sợ nghĩ đến cái việc phải gặp Chúa. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể vui mừng bởi vì Đức Chúa Giêsu Christ đã chết vì tội lỗi của chúng ta và đã sống lại. Và cái chết của Ngài đã đánh bại sự chết. Cái chết của Ngài đã đánh bại sự chết và sự chết không thể làm hại chúng ta được. Và lời chứng của anh Rusty khi anh đối diện với cái chết, anh chết ở trong cái sự vui mừng, trong cái sự rạng rỡ vì sẽ được đến để gặp cứu Chúa của mình, Đức Chúa Trời của mình. Và chúng ta cũng có thể đi dưới ngọn cờ đắc thắng của Chúa. Chúng ta có thể đối diện với sự chết mà không sợ hãi gì và đối diện với sự chết trong cái sự vui mừng. Vừa rồi thì tôi có gặp một sư Nguyễn Đăng Minh, và ông thì nói chuyện về Hội Thánh Sài Gòn. Tôi mới hỏi ông rằng ông có biết Hội Thánh Sài Gòn đã được thành lập như thế nào không? Thì ông nói rằng không. Tôi mới thật cho ông, tôi nói rằng các giáo sĩ đã đến và mướn một cái căn phố nhỏ và làm thành một cái phòng đọc sách, và phòng đọc sách Tin Lành. Thì họ hoạt động ở đó một thời gian mà không có ai tin Chúa gì cả. Thì bỗng nhiên có một buổi trưa, có một người kỹ sư hỏa xa đến và tìm hiểu Tin Lành.
Rồi ông kỹ sư đó là một người có địa vị trong xã hội tin Chúa, và các giáo sĩ đã dạy giáo lý cho để đến ngày làm lễ báp têm. Thì khi đến ngày làm lễ báp têm, ông bị bệnh. Thì các giáo sĩ cũng nghĩ là chắc ông bị cảm thì thôi không có sao, rồi mai mốt khỏe thì sẽ làm báp têm. Nhưng mà cái bệnh của ông càng ngày càng nặng, và cuối cùng thì ông qua đời. Thì các giáo sĩ mới nói rằng người đầu tiên tin Chúa mà bây giờ qua đời như thế thì sẽ không có cái tiếng tốt cho tin lành. Nhưng mà lạ thay thì sau khi chôn cất ông ấy xong, gia đình mới mời các giáo sĩ tới nhà. Bà mẹ, ông cha đã qua đời rồi, bà mẹ thì có quyền lắm trong gia đình, và gia đình rất là giàu có. Và bà mẹ mời các giáo sĩ tới, và các giáo sĩ tới thì họ hỏi là tại sao quý vị mời chúng tôi tới. Thì những người trong gia đình mới thuật lại, nói rằng anh của chúng tôi, con của chúng tôi nằm ở trên giường bệnh, và trước khi nhắm mắt lìa đời thì có một cái khuôn mặt rạng rỡ, một cái niềm vui tuyệt vời, cho nên giống như là người đó đi đến một cái nơi vinh quý vô cùng, để gặp một cái đấng cao cả vô cùng, cho nên chúng tôi muốn biết về đạo tin lành. Thế là các giáo sĩ trình bày về Chúa cho, và cả gia đình đều tin Chúa. Bà rất là giàu có, cho nên bà đã dâng cái miếng đất để xây cái hội thánh Sài Gòn mà chúng ta có ngày nay. Công việc Chúa làm lạ lùng quý vị. Và mục sư Nguyễn Đăng Minh, ông nói rằng: mục sư Phiên ơi, tôi có một người con gái, nó làm y tá, và cái công tác của nó là phải chăm sóc và xác định cho những người nào qua đời. Và có một cái toán, nhưng mà mấy đứa khác nữa cứ đẩy cho cô này làm không à, cái cô này. Và cô nói rằng, cô kể lại cho mục sư Nguyễn Đăng Minh đó, là những người mà tin Chúa chết khác hẳn với những người không tin Chúa. Những người không tin Chúa khi đối diện với cái chết, họ lo sợ, cái khuôn mặt của họ khủng khiếp. Họ lo sợ vì phải chết, phải đối diện với tử thần. Nhưng mà cái khuôn mặt của những người tin Chúa rất là vui tươi, nhẹ nhàng, bình thản. Ông nói là con gái của ông xác nhận điều đó. Và thưa quý vị, chúng ta có như vậy. Chúng ta biết rằng chúng ta có sự đắc thắng ở trong Chúa. Sự chết đã bị bại, sự chết đã chết. Và Chúa Giê-xu chúng ta là đấng sống, và chúng ta có sự sống trong Chúa. Sự phục sinh đem cho chúng ta niềm hy vọng được biến hóa và được đắc thắng. Và cái đắc thắng thứ hai là sự phục sinh đem cho chúng ta lòng biết ơn Chúa. Câu 57 nói: nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự đắc thắng nhờ Chúa chúng ta là được Chúa Giê-xu Christ. Thưa quý vị, những người sống vui vẻ, hạnh phúc là những người sống với lòng biết ơn. A grateful heart is a happy heart. Nếu chúng ta nhìn thấy những ơn phước, chúng ta đếm những ơn phước Chúa ban cho chúng ta, trong đó có cái ơn phước lớn là chúng ta có Chúa phục sinh sống ở trong chúng ta sẽ được biến hóa và chúng ta đắc thắng sự chết, thì chúng ta có lòng biết ơn. Và lòng người có lòng biết ơn là cái người có niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Nếu chúng ta không biết ơn thì chúng ta sẽ thấy mình là những người vô ơn, mất phúc, cho nên chúng ta sẽ sống mà đau khổ, mà than phiền, mà so đo, mà ganh tị, rồi chúng ta sẽ thấy cuộc sống tràn đầy những cái sự khổ nạn và mất hạnh phúc. Nhưng nếu chúng ta thấy được rằng Chúa đã ban cho chúng ta phước lớn vô cùng, thì với niềm hy vọng phục sinh, chúng ta sẽ sống với tấm lòng biết ơn. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự đắc thắng nhờ Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta biết ơn Chúa Giê-xu đã chết vì tội lỗi chúng ta, và đấng đã sống lại để đem cho chúng ta một niềm hy vọng rằng chúng ta sẽ được biến hóa khỏi thân thể hư hoại và được thắng hơn quyền lực và hình án của tội lỗi, cũng như sự thống trị của kinh luật. Thưa quý vị, ngược lại với tội lỗi, luật pháp và sự chết, thì Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự đắc thắng hơn những điều đó. Vì thế chúng ta biết ơn Chúa và dâng lên Ngài lòng biết ơn. Chính ba ngôi Đức Chúa Trời là đấng chủ động đem lại sự đắc thắng này.
Đây là sự đắc thắng tội lỗi vì Đấng Christ đã chết để giải quyết vấn đề tội lỗi. Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Như vậy, chúng tôi dùng tâm trí mình phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt mình phục luật pháp của tội lỗi. Đó là sự đắc thắng, sự chết vì Đấng Christ đã sống lại từ cõi chết. Hằng ngày, mỗi phút, từng giây, Đức Chúa Trời tiếp tục cho chúng ta được sự đắc thắng. Cái từ mà đắc thắng này, cái sự đắc thắng này ở trong cái thì hiện tại tiếp diễn, tức là Chúa là Đấng đã đắc thắng thì chúng ta cũng được đắc thắng với Chúa. Quý vị còn nhớ câu chuyện của dân Israel đánh với lại Philistine mà phải đối diện với nhau suốt 40 ngày, rồi dân Israel bị dân Philistine chửi rủa hàng ngày không? Cái câu chuyện mà những người anh của David đã được kêu tổng quân để mà đi ra chiến trường, còn David là em út ở nhà để mà canh bầy chiên của mấy anh không? Rồi cuối cùng thì cha là Jesse nóng lòng vì tin tức của các con, cho nên mới bảo David, thôi con lấy ít bánh nước đem ra cho anh ở đây nơi trận tiền. Thì ông David đã vâng lời đem bánh nước tới đó, và thấy cái người Goliath khổng lồ đó, hằng ngày nó ra mà nó sỉ vả, nó đeo danh Chúa ra mà nó chửi. Cho nên ông nóng lòng, ông hỏi cái tên đó là ai mà dám làm như thế. Mọi người nghe như vậy mới đem dẫn ông David vào gặp vua Saul. Vua Saul hỏi thăm, ông nói ông tình nguyện để mà đi đánh ông Goliath đó. Thì vua Saul mới đưa binh giáp cho ông này, mặc áo mũ vô, cầm gươm dao. Ông mang không quen, ông nói tôi vua ơi, tôi mang cái này không quen. Thì ông mới tháo ra hết, rồi ông mới đi ra. Khi mà hai bên dàn quân rồi đó, thì ông mới chạy xuống dưới cái khe suối, ông lượm một vài hòn đá, rồi ông lấy cái chành ném đá ra, ông đi ra, ông nói nhân danh Jehovah Đức Chúa Trời tôi sẽ đến cùng người. Và ông lấy cái chành ném đá và ông ném một cái trúng ngay trán của tên Goliath, nó ngã xuống. Ông tới, ông lấy gươm của nó mà chém đầu nó. Dân Israel trào lên và đánh thắng dân Philistine. Thưa quý vị, dân Israel họ cần một cái vị anh hùng, một cái vị mà đắc thắng, một vị vô địch. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta cần một vị vô địch để đắc thắng được sự chết. Không ai không phải đối diện với cái chết, nhưng Chúa chúng ta đã chết và Ngài đã sống lại, và chúng ta sẽ đi dưới ngọn cờ đắc thắng của Chúa và chúng ta sẽ sống lại. Chúng ta tạ ơn Chúa vì điều đó. Chúng ta có niềm hy vọng phục sinh, có lòng biết ơn Chúa. Và thứ ba là sự phục sinh đem cho chúng ta cái sự quyết tâm phục vụ Chúa. Chúng ta có niềm hy vọng, chúng ta có lòng biết ơn, thì chúng ta quyết tâm để mà phục vụ Chúa. Câu 58 nói rằng vậy, đây là cái lời kết luận: thưa anh em quý mến của tôi, hãy vững vàng chớ rung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Đây là kết luận của những điều sứ đồ Phaolô trình bày về sự phục sinh của Đấng Christ và của chúng ta. Vì sự phục sinh là chắc chắn, thì chúng ta cũng phải như thế này. Chúng ta phải phục vụ Chúa. Niềm hy vọng phục sinh và sự đắc thắng của Đấng Christ đối với tội lỗi và luật pháp là lý do để mà chúng ta quyết tâm phục vụ Chúa. Chúng ta làm công việc cách dư dật khi chúng ta thi hành đại mạng lệnh của Chúa. Quý vị ở đây có ai biết đại mạng lệnh là gì không? Dạ đúng, hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Đó là mạng lệnh của Chúa giao cho chúng ta. Khi chúng ta dùng những ân tứ thuộc linh để gây dựng đức tin cho anh chị em ở trong Chúa, khi chúng ta làm những công việc tốt đẹp ở trong danh của Chúa để danh Chúa được vinh hiển, khi chúng ta nói về Chúa cho người khác để họ cũng đến tôn thờ Chúa như chúng ta, thì đó là chúng ta làm công việc của Chúa. Những công việc chúng ta làm vì cái động cơ kính yêu Chúa và thương yêu tha nhân không phải là vô ích, vì Chúa xem những điều đó là có giá trị. Chúa xem chúng ta có giá trị và Ngài sẽ ban thưởng cho chúng ta những điều có giá trị. Nên bây giờ còn có ba động lực: đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương. Nhưng động lực mạnh mẽ nhất, lớn hơn hết ở trong ba động lực đó là tình yêu thương. Ban Trung Tín đã hát điều đó. Chúng ta tình yêu thương
là cái động cơ để chúng ta phục vụ Chúa. Chúng ta biết ơn Chúa và chúng ta phục vụ Ngài. Một nhà chuyên viên tư vấn tài chính đã mô tả thực tế của việc đầu tư tiền bạc bằng cái câu nói như thế này. Ông nói là hope for the best and prepare for the worst. Hãy hy vọng điều tốt nhất và chuẩn bị cho cái điều tồi tệ nhất. Và hầu hết những quyết định chúng ta đưa ra trong đời đều không có sự chắc chắn mình có kết quả tốt. Tuy vậy, có một con đường mà chúng ta đi theo mà sẽ có kết quả chắc chắn, đảm bảo 100% là công việc chúng ta làm sẽ có kết quả tốt và không phải là vô ích. Đó là gì? Đó là phục vụ Chúa. Hãy vững vàng, chớ rung động hay làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó, sự lao nhọc của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Hay nói cách khác là sẽ có ích mọi bề. Điều đó chúng ta làm, phục vụ Chúa không phải là những điều lãng phí vô ích. Chúng ta làm có được người ta biết ơn hay không, không thành vấn đề. Có được người ta khen hay không, không thành vấn đề. Có bị người ta chê cũng không sao. Có bị người ta chửi cũng không sao. Có bị người ta phê bình, chỉ trích cũng không sao. Tại sao? Tại vì chúng ta biết rằng công việc chúng ta làm cho Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Cho nên mình cứ trung tín mà làm mà thôi. Để rồi gặp được Chúa, Chúa sẽ nói rằng hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa người. Sứ đồ Phaolô đã dành một năm ở với các tín hữu Corinto, thành phố nổi tiếng về sự suy đồi đạo đức. Sau khi rời, ông viết thư khuyên giục họ đừng có nản lòng, để cảm thấy rằng cái việc làm chứng của mình cho Đấng Christ là vô ích. Ông quả quyết với họ rằng ngày khi Chúa trở lại thì sự chết sẽ bị nuốt mất ở trong sự đắc thắng. Cho nên chúng ta hãy trung tín, chúng ta tổ chức những cái buổi truyền giảng không phải là vô ích đâu. Chúng ta đi ra gặp đồng bào để làm chứng cho Chúa không phải là vô ích đâu. Chúng ta dâng hiến cho công việc Chúa không phải là vô ích đâu. Chúng ta cầu nguyện cho các giáo sĩ không phải là vô ích đâu. Việc mà chúng ta trung tín với Chúa có thể là một việc khó khăn, khiến chúng ta nản lòng và thậm chí chúng ta phải đối diện với những nguy hiểm. Nhưng những điều đó không phải là vô nghĩa và không phải là vô ích, không phải là lãng phí. Khi chúng ta bước đi với Chúa, làm chứng về sự hiện diện của Chúa và quyền năng của Ngài, đời sống của chúng ta sẽ không vô ích. Chúng ta có thể chắc chắn về điều đó. Ở đây có ai thích xem musical movie? Tức là những cái cuộn phim mà người ta có những câu bài hát trong đó đó. Tôi thích lắm, hồi nhỏ là tôi mê. Thời 50-60 người ta mới có ra những cái cuộn phim như thế. Và có ba diễn viên đặc biệt là Audrey Hepburn, Natalie Wood và Deborah Kerr, là ba phụ nữ diễn viên rất là đặc biệt và họ có giọng hát rất là hay. Nhưng mà mãi về sau này mới biết rằng ba người đó là chỉ hát nhép theo thôi, mà cái người hát chính á là bà Marni Nixon. Bà này là diễn viên thật sự hát cho những cái bài đó. Những cái cuộn phim này nó lôi cuốn, nó hay, mà một trong những cái điểm đặc sắc của nó là cái giọng hát của nữ diễn viên quá tuyệt vời. Nhưng mà thật sự ra bà này chỉ là đứng đằng sau thôi mà bà hát và làm cho cái những cuộn phim đó thành ra là nổi tiếng và hay ho. Thì cũng vậy thưa quý vị, ở trong sự hầu việc Chúa có những người đứng ở đằng sau. Sứ đồ Phaolô đã rất cần những người như vậy ở trong chức vụ của ông. Cái công việc chép thư của Tẹt Tu đã giúp cho lời của Phaolô được viết thành văn bản hết sức hùng hồn, Roma đoạn 16 câu 22. Những lời cầu nguyện âm thầm bền bỉ của Ephesra là nền tảng thiết yếu cho Phaolô và hội thánh đầu tiên, Colosse đoạn 4 câu 12 đến 13. Lydi đã mở rộng cái nhà của bà để mà đón tiếp khi vị sứ đồ mệt mỏi cần sự nghỉ ngơi, công vụ sứ đồ đoạn 16 câu 15. Công tác của Phaolô không thể hoàn tất được nếu thiếu sự hỗ trợ từ những bạn bè đồng lao ở trong Chúa, công vụ đoạn 16 câu 7 đến câu 18. Tức là Phaolô là cái bộ mặt ở bên ngoài, nhưng mà đằng sau của ông đó là có một cái đội quân hùng mạnh để mà giúp đỡ ông trong công tác hầu việc Chúa. Đi khắp nơi hầu việc Chúa, có người tài trợ, có người cầu nguyện, có người mở cửa nhà đón tiếp. Tất cả những điều đó
là họp lại để làm thành công việc Chúa. Đó là hầu việc Chúa đó quý vị. Không phải là phải đi ra khắp nơi giảng đạo như Phaolô mới là hầu việc Chúa. Nhưng mà chỉ cần mở cửa nhà ra đón tiếp thứ đồ của Chúa cũng là hầu việc Chúa rồi. Hay là ngày đêm cầu nguyện cho công việc Chúa, đó là hầu việc Chúa. Dâng hiến rời rộng cho công việc Chúa, đó là hầu việc Chúa. Không, không phải tất cả chúng ta đều đồng ra hiện ra để trước công chúng để mà giảng đạo. Nhưng mà chúng ta biết rằng Chúa đẹp lòng khi chúng ta góp phần trong công việc Chúa. Mục sư Hồ Bình Minh ra đi hầu việc Chúa, chúng ta cần cầu thay cho ông, cần dâng hiến cho ông. Chúng ta hội thánh của Chúa tại đây dâng hiến thường xuyên cho chức vụ của ông bà giáo sĩ Thomas Stebbins lúc ông còn sống với chúng ta, rồi giúp đỡ cho con gái của ông bà tuần trước thì có cô Jennifer có mặt ở đây. Rất tiếc là chúng ta không có thì giờ để cô có thể lên đây để có lời cảm ơn đối với hội thánh. Xin lỗi quý vị, tôi có nhận được một cây. Bức thư của bà giáo sĩ Thomas Stebbins. Và cái bức tranh ở phía trước nữa là thank you. Và tôi xin đọc ở đây trong tiếng Anh, rồi tôi sẽ tóm tắt lại trong tiếng Việt. 1 Peter 1:3-9. Praise God for our living hope to our family in Christ, Vietnamese Hollywood congregation. Thank you for your prayers, love and years of support to our family. This goes back to the years in Vietnam. Our family has been greatly blessed through the Nguyễn Hoài Đức family beginning in 1957. Separations are painful, but we have all eternity to be together in a perfect life with our wonderful Lord. That is, if you have been born into God's family. Thank you for your supporting Chị Hai Jennifer. She has brought much joy and comfort to our family. Have a very blessed Easter celebration and live in Christ. Bà Mục sư Tôn Thất Bình. Chúng ta đã góp phần cầu nguyện cho công việc Chúa, cho Mục sư giáo sĩ Thomas Stevens, và chúng ta đã phụ giúp trong vấn đề tài chánh cho ông khi ông còn hầu việc Chúa. Và những người như thế, họ là những người đi ở tiến chuyến, đi đầu, đi phía trước, đi xung phong. Nhưng mà chúng ta là những người hậu phương, chúng ta đừng có quên cái sợi dây cầu nguyện, chúng ta đừng có quên cái sợi đường dây tiếp tế để họ có thể phục vụ Chúa, để đem tin mừng của Chúa đến cho mọi người. Thưa quý vị, sự chết và sự sống lại của Chúa đem cho chúng ta niềm hy vọng rằng chúng ta cũng sẽ sống lại. Đem cho chúng ta niềm hy vọng rằng chúng ta sẽ được biến hóa, chúng ta sẽ có một thân thể mới, thân thể thích hợp cho thiên đàng. Và chúng ta có niềm hy vọng rằng chúng ta hiện đang có sự đắc thắng ở trong Chúa. Ngay bây giờ chúng ta đi dưới ngọn cờ đắc thắng của Chúa. Luật pháp, tội lỗi, sự chết không còn quyền ở trên chúng ta nữa. Và niềm hy vọng đó đưa chúng ta đến một cái tâm lòng biết ơn Chúa. Một tâm lòng biết ơn là một tâm lòng vui mừng. Một đời sống biết ơn là một đời sống hạnh phúc. Quý vị muốn có một tâm lòng vui mừng không? Quý vị muốn có một đời sống hạnh phúc không? Hãy đếm những ơn phước của Chúa. Hãy nhìn biết được công ơn cứu rỗi của Chúa, sự chết và sự sống lại của Ngài, sự hiện diện của Chúa ở trong đời sống của mình. Và vì lòng biết ơn Chúa, chúng ta yêu kính Chúa, cho nên chúng ta phục vụ Chúa, làm công việc Chúa một cách dư dật, vì biết rằng công khó của chúng ta trong Chúa chẳng phải là vớ ích. Amen. Amen. Và cảm ơn Chúa, xin chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy ba ngôi Đức Chúa Trời, chúng con cảm ơn Chúa vì một biến động ở trong quá khứ, và biến động đó sẽ xảy ra trong tương lai, có tác động cho chúng con trong hiện tại. Đó là sự phục sinh của Chúa Giêsu Christ chúng con,
và sự sống lại của chúng con ở trong Đức Chúa Giêsu Christ trong tương lai. Nó ảnh hưởng đến đời sống hiện tại của chúng con ngay bây giờ, để chúng con không có sống cho đời này, nhưng chúng con sống cho Chúa. Với lòng biết ơn Chúa, chúng con dâng lời Chúa lời tạ ơn vì sự đắc thắng mà chúng con có ở trong Chúa. Và Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con vững vàng và hết lòng hầu vì Chúa. Vì chúng con biết rằng công khó của chúng con trong Chúa chẳng phải là vô ích. Vì Chúa sẽ kể những việc chúng con làm là có giá trị. Chúa sẽ kể chúng con khi làm việc Chúa là những người có giá trị ở trước mặt Ngài. Và chúng con sẽ nhận được những phần thưởng có giá trị từ nơi Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài. Vì tất cả sự vinh hiển quy thuộc về Chúa đời đời vô cùng. Trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen.